Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tại sao con khóc vậy Trâm Anh? Nhớ con buồn. Con buồn hả? Con nhớ ba. Dạ. Bao lâu rồi con không gặp là mẹ ruột của mình? Dạ, từ khi ba mất. Là mấy năm rồi? Dạ 2 năm. Con có nhớ mẹ của mình không? Con có liên lạc không con? Dạ không. Tại sao vậy? Không có ai liên lạc chứ con không biết số điện thoại. Trời ơi, cảm ơn cái tình cảm của mẹ kế. Thật ra là chị rất là tuyệt vời luôn. Con tên là Nguyễn Trâm Anh, năm nay con 13 tuổi. Gia đình con gồm 5 thành viên: cha, mẹ, anh hai, con và em gái con. Ba con mất cách nay đây 2 năm. Ba con mất vì điện giật. Lúc đó con ở trong nhà, con hay biết. Và anh hai con nói với con. Em Quỳnh Thị Thẻ, năm nay em 38 tuổi. Em hiện tại em đang làm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Công việc của em là hộ lý, lau dùi quét dọn. Đoạn đường của em từ đây chạy ra tới chỗ bệnh viện làm là 37 km. Chạy băng đi còn chạy băng về cũng 37 km nữa. Một ngày là mình chạy xe cỡ 74 km. Có ông xã em thì nguồn thu nhập chính thì ông xã em làm ra tiền. Như ông xã em là đi làm thuê cho người ta, như phan cây nước ở đây còn gọi là phan cây nước giếng đó, giếng nước á. Một ngày thì ông xã em làm được 200.000. Nếu mà đi làm đủ hết trơn thì trang trải cái cũng đỏ. Nhưng mà từ lúc con xã em mất tới giờ thì cuộc sống nó khó khăn, nó dồn hết lên em. Con em thì hồi lúc 2 đứa còn học hết. Nhưng mà tới con xã em chết nên lại giờ chỉ có còn Trâm Anh học. Còn Quốc Anh thì nghỉ rồi đang phụ tiếp em, giữ con bé nhỏ nhỏ đó, đang cho em đi làm. Em mất thì em năm 14 tuổi, năm nay em 16 tuổi. Em thường làm việc nhà. Nếu mẹ sáng đi làm sớm quá, mẹ không có làm đồ ăn thì em tự làm. Còn nếu ở nhà không còn gì thì em tự đi kiếm cắm câu rồi đó. Con đường từ nhà đến trường rất là xa. Con đi chạy xe đạp khoảng 35 phút. Những lúc xe hư con gian bạn hoặc con loại bộ đến trường. Con không có ba bên cạnh, con rất là con thấy con tủi thân. Con đứt đường trẻ. Con ước cha sống lại và cho gia đình sung túc hơn, ấm no hơn. Cảm ơn mẹ rất nhiều đã nuôi con ăn học. Con sẽ cố gắng học và làm bác sĩ kiếm thật nhiều tiền về cho mẹ. Tại sao con khóc vậy Trâm Anh? Nhớ con buồn. Con buồn hả? Con nhớ ba. Dạ. Bao lâu rồi con không gặp là mẹ ruột của mình? Dạ, từ khi ba mất. Là mấy năm rồi? Dạ 2 năm. Con có nhớ mẹ của mình không? Con có liên lạc không con? Dạ không. Tại sao vậy? Không có ai liên lạc chứ con không biết số điện thoại. Trời ơi, cảm ơn cái tình cảm của mẹ kế. Thật ra là chị rất là tuyệt vời luôn. Anh hai nè, con học tới lớp mấy thì con nghỉ vậy? Dạ con học hết lớp 7 con nghỉ à. Lý do sao nghỉ con? Dạ tại cha con mất, gia đình không có ai chăm em nữa. Nhưng mà con có ước mơ một cái điều gì đó cho bản thân mình không? Con thích làm nghề gì? Nếu cũng được làm bác sĩ. Nếu mà có một cái đam mê đó, cái hoài bão thì chú nghĩ cũng có thể. Bởi vì bé còn nhỏ, con đường tương lai con chưa có dừng lại đâu. Thành ra nếu con đi theo mẹ con, rồi con học làm hộ lý, rồi y tá, rồi từ từ rồi. Dạ. Không sao cả, cứ ước mơ đi con. Đây cũng chính là cái người truyền cảm hứng cho bé. Đúng rồi. Mỗi ngày bé thấy chị đi làm vất vả, và chắc chắn là chị cũng đã cho bé rất là nhiều những cái tình cảm yêu thương, mặc dù là chị không phải là mẹ ruột. Nếu mà có điều gì để nói với mẹ, người mẹ thứ hai này, thì con muốn chia sẻ điều gì? Dạ, con rất là yêu mẹ con. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.